Vấn về ngành thông tin truyền thông, một lĩnh vực nóng bỏng tất yếu được cả truyền thông dân mạng quan tâm. Theo sát, mổ xẻ từng ly từng tí là dễ hiểu. Bởi mọi chủ trương quyết sách của bộ này sẽ liên quan trực tiếp đến môi trường thông tin đang rất nhiều vấn nạn hiện nay. Cũng dễ hiểu vì sao đám rận chủ truyền thông chống cộng nước ngoài khai thác từng lời của bộ trưởng để xuyên tạc nhằm hạ uy tín, nhằm kích động xã hội không ủng hộ quyết sách này của vị bộ trưởng mà Bùi Tính từng phải đã phá rằng ông là sát thủ của tự do báo chí. Có thể thấy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là một trong số bộ trưởng nhận nhiều nhất những chất vấn, đụng chạm đến nhiều khía cạnh nóng bỏng nhất. Trong đó có một số vấn đề nổi bật như các nhà cung cấp dịch vụ mạng Việt Nam cần tính đến việc xây dựng mạng xã hội thay thế, cạnh tranh với Facebook, Google, cần phải truy thu thuế từ thu nhập khủng của những dịch vụ mạng nước ngoài này từ nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Các biện pháp quản lý môi trường mạng bằng biện pháp siết chặt, bằng luật, bằng báo chí đấu tranh, hợp tác dọn dẹp thông tin xấu độc với Facebook, Google. Rặt toàn những vấn đề nhằm thẳng, đánh thẳng vào cần câu cơm của các anh chị dân chủ, nên dễ hiểu họ dãy nảy như đĩa phải vôi, phải chửi thật cực lực ông Tuấn. Tuy nhiên càng đã phá, càng lòi ra cái giả tâm và sự dốt nát của chúng, xin trích lập luận của dân chủ Nguyễn Lân Thắng như sau. Nguyễn Lân Thắng bảo vệ cho tội trốn thuế hàng trăm triệu đô la mỗi năm bằng cách lên án ông Bộ trưởng Tuấn bỏ qua quyền lợi của người dùng thu được hàng tỷ đô nhờ công cụ mạng. Có lẽ nên đưa rận chủ này sang Mỹ để đấu tố chính phủ Mỹ đánh thuế bảo hộ cá tra tôm từ Việt Nam để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mỹ thì quá hay. Hay cho tay rận chủ này qua Trung Quốc vận động chính phủ nước này bỏ mấy chiếc mạng Weibo, quay sang sử dụng tiện ích từ Facebook, Google vì nó rất lợi ích, đảm bảo tự do ngôn luận tuyệt đối mà chính phủ thất thoát thu nhập và mất khả năng quản lý, thì hẳn Facebook và Google sẽ biết ơn anh này rất nhiều vì họ đang tìm đủ mọi cách tác động chính phủ Trung Quốc chấp thuận cho họ vào, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Trung Quốc. Bỏ tay với não trạng nhà rận. Còn vô khói đám rận chủ chửi đổng kiểu ông Tuấn lo kiểm soát 4 triệu đảng viên thay vì kiểm soát dân chúng Việt Nam, nào là ông Tuấn học tàu kiểm soát mạng. Truyền thông quốc tế như BBC, RFA thì được dịp trích dẫn lại các chỉ số về tự do Internet của mấy tổ chức nhân quyền cực đoan phương Tây nhằm phản biện lại các biện pháp quản lý mạng xã hội, báo chí, truyền thông của Bộ trưởng Tuấn. Có thể nói, đây không phải là lần đầu giới rận chủ nhảy nhoi nhoi với phát ngôn của Bộ trưởng Tuấn. Từ khi ông này nhận chức Bộ trưởng, ông đã làm rung động với báo chí đang xuống dốc không phanh bằng mạnh tay xử lý số cơ quan báo chí đưa tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật. Được xem là Bộ trưởng rắn nhất từ trước đến nay trong việc dẹp loạn trong làng báo. Ông cũng được xem là người đi đầu đòi kiểm soát thông tin xấu độc trên Facebook, Google và chấn chỉnh mạng xã hội và đã thành công ngoạn mục. Người dân vững tin vào ông khi biết Bộ trưởng từng là lính, mang bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến với kẻ thù thông tin. Đám rận chủ và làng thù địch càng chửi, càng nhảy dựng lên trước mọi phát ngôn của Bộ trưởng, càng chứng tỏ ông đã kiểm soát đúng nguyệt đạo của chúng, ủng hộ ông.